Tại thời điểm kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận phòng chẩn trị y học cổ truyền Lâm Gia Trang không hề có bản hiệu. Người đăng ký chịu trách nhiệm chuyên môn là bà Nguyễn Thị Hồng Duyên, chứ không phải là ông Lê Quốc Dũng, người đứng ra khám bệnh và bán thuốc ở đây nhiều tháng nay. Điều đáng nói là mặc dù kiểm tra đột xuất, nhưng đoàn kiểm tra không vào được khu vực phòng chứa những viên tiểu đường này. Tại đây, theo ghi nhận của chúng tôi, đã có hàng chục túi viên tiểu đường Thái Y Viện và nhiều bao chứa viên tiểu đường màu vàng nâu, chưa được đóng gói. Đây là những viên giống như loại thuốc mà nhiều bệnh nhân bị ngộ độc đã uống. Để thực hiện cái công tác kiểm tra đột xuất, đoàn chúng tôi sẽ tổ chức gọi là đoàn liên ngành. Đoàn liên ngành có đủ thẩm quyền để tiến hành kiểm tra và đánh giá đúng cái mức độ sai phạm của cơ sở. Không phát hiện có thuốc, đoàn kiểm tra chỉ ghi lỗi của cơ sở này là không bản hiệu và sử dụng máy móc chưa được phép lưu hành. Xử lý sai phạm của cơ sở, sai tới đâu, chúng tôi sẽ xử lý tới đó. Và tiếp tục, sau xử lý, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện công tác giám sát, kiểm tra đột xuất để đánh giá được việc chấp hành pháp luật của cơ sở về cái lĩnh vực mà cơ sở đang hoạt động. Vậy là, mặc dù đang lưu hành thuốc không đăng ký, nhưng cơ sở chẩn trị y học cổ truyền này vẫn đang hoạt động một cách công khai và vẫn lén lút bán thuốc cho bệnh nhân với giá không hề rẻ. Và có vẻ như việc hàng loạt bệnh nhân bị ngộ độc vì những viên tiểu đường như thế này không hề gây ảnh hưởng gì đến người sản xuất ra nó.